Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin Hair Info Dược sĩ Cộng đồng. Và lại là mình đây, Daisy, trong một video tiếp theo về các loại thuốc chống nấm. Ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến thông tin về Itraconazole. Video của chúng mình vẫn bao gồm các nội dung tổng quan, chỉ định, chống chỉ định, dược lực học, cơ chế tác dụng, thời gian bán thải, độc tính của Itraconazole. Sử dụng Itraconazole trên các đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai, người đang cho con bú và bản liều lượng điều trị của Itraconazole trong từng bệnh lý khác nhau. Và cuối cùng chúng mình cũng cung cấp một số thông tin cơ bản về các tương tác có thể xảy ra khi sử dụng Itraconazole và các loại thuốc khác. Nào, cùng chúng mình bắt đầu thôi! Itraconazole là một loại thuốc chống nấm được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm nấm khác nhau ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch và không suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như là bệnh nhân mắc blastomycosis phổi và ngoài phổi, bệnh nhân mắc histoplasmosis và nấm móng. Đây là một trong những chất kháng nấm nhóm triazole có tác dụng ức chế enzyme phụ thuộc vào cytochrome B450, dẫn đến suy giảm sự tổng hợp của acosterone. Về chỉ định như chúng mình có liệt kê ở trên, Itraconazole được chỉ định trong điều trị các bệnh nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch cũng như không bị suy giảm miễn dịch, bao gồm có blastomycosis phổi và ngoài phổi, histoplasmosis, aspergillosis và nhiễm nấm móng. Tương tự tất cả các loại thuốc nói chung thì câu cửa miệng khi nhắc đến chống chỉ định của thuốc đó là không sử dụng ở những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với bất kỳ thành phần nào có trong công thức. Và ngoài ra, Itraconazole còn không được chỉ định điều trị ở những bệnh nhân có tiền sử bị suy tim, mắc bệnh gan hoặc thận. Và cũng không nên sử dụng đồng thời Itraconazole với colchicine, Vesterodine hoặc là solifenacine. Itraconazole cũng có thể gây hại cho thai nhi và cần phải lưu ý ở những người phụ nữ đó là tránh mang thai khi sử dụng Itraconazole trong 2 tháng sau khi sử dụng liều cuối cùng của thuốc. Ở phần giữa của video chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn về các dược lực học của Itraconazole. Và Itraconazole là một loại thuốc chống nấm nhóm imidazole có bộ khung triazole. Itraconazole đây là một chất ức chế chọn lọc cao cái quá trình chuyển hóa cytochrome B450 sterol C14 alpha dimethyl hóa của nấm thông qua sự ức chế enzyme cytochrome B450 14 alpha dimethyla. Đây là một enzyme được nhắc đến rất nhiều khi nói về các loại thuốc chống nấm. Enzyme này chuyển đổi lanosterone thành acosterone, một cái cấu trúc tương tự như là cholesterol ở các động vật và người. Thì đây là có ít chất đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình tổng hợp thành tế bào của nấm. Và sự mất đi của sterol này sẽ liên quan đến sự tích tụ 14 alpha methylsterol trong nấm và có thể là nguyên nhân gây sao hoạt tính tĩnh điện của các loại thuốc chống nấm nói chung. Sự khử metin của tế bào động vật có vú ít nhạy cảm hơn với sự ức chế fluconazole. Itraconazole sẽ thể hiện hoạt tính in vitro chống lại Cryptococcus neoformans và các chủng Candida. Về cơ chế tác dụng thì như mình có liệt kê sơ ở phần dược lực học, Itraconazole sẽ tương tác với 14 alpha dimethyla. Đây là một enzyme cytochrome B450 cần thiết để chuyển đổi lanosterol thành acosterol. Và vì acosterol là một thành phần thiết yếu của màng tế bào nấm, cho nên sự ức chế tổng hợp của cái chất này sẽ dẫn tới sự tăng tính thấm của tế bào, gây rò rỉ các chất bên trong tế bào ra ngoài màng.
Và itraconazole cũng có thể ức chế hô hấp nội sinh, tương tác với phospholipid màng, ức chế sự biến đổi của nấm mang thành dạng sợi và ức chế sự hấp thu purine, làm suy giảm sinh tổng hợp triglyceride hoặc là phospholipid. Về thời gian bán thải của itraconazole là vào khoảng 21 giờ. Về những lưu ý khi sử dụng itraconazole trong thai kỳ thì đây là loại thuốc được phân vào nhóm C các loại thuốc dùng cho phụ nữ mang thai. Và các nghiên cứu về sinh sản trên động vật thì cho thấy có cái tác dụng phụ đối với thai nhi, nhưng mà vẫn chưa có nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát tốt ở người, và phải thật cân nhắc khi sử dụng thuốc ở phụ nữ mang thai. Và đừng quên là nếu như phụ nữ đang có ý định mang thai và đã sử dụng itraconazole trong 2 tháng trước đó thì nên thực hiện các biện pháp phòng tránh thai trong thời gian này. Về liều lượng để điều trị, 200mg uống một lần một ngày là liều lượng điều trị chung. Trong trường hợp nhiễm nấm blastomycosis, chromomycosis, coccidioidomycosis, bị nấm histoplasmosis và paracoccidiomycosis. Và trên đây là toàn bộ những thông tin của itraconazole mà chúng mình đã sưu tập được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe cho Handpro để tiếp tục cập nhật thêm các thông tin về thuốc. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.